Thế đây đây, con gáy đang gáy lai dai rồi. Để mà quay con gáy như thế này nó mới trong lông thì mình phải khéo léo để quay. Đây đang đứng ở trong nhà quay ra. Thì bây giờ sẽ đến gần hơn để cho các bác xem bóng bộ. Con chim này rất là đẹp, nó gáy lai dai rồi. Con này chắc là nuôi tầm khoảng vài tuần nữa là nó sẽ gáy nhiều thôi. Đây, nó đang thay cái lông, nó cũng gần xong. Sẽ lại cho các bác, các bác nào muốn bảo tồn thì liên hệ với mình. Đây, rất là đẹp đó, nó đang thay lông gần xong. Đây, rất là đẹp này. Đấy, gần nó là nó bung cánh đây. Đây, đang nhốt ở trong cái lồng này. Con này cũng nuôi được một thời gian dài rồi. Đây, bạn về thì việc nuôi thêm để nghe gáy thôi. Rất là gần cho các bác xem. Đây, đang cầm trên tay luôn. Nó ngoan lắm rồi. Con này. Đây, bây giờ nó gáy gù trộn rồi. Thế là xong lông là nó sẽ gáy nhiều và tốt. Đấy, bây giờ thì gáy lai dai thôi. Đấy. Nhá. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình theo số điện thoại 0908070555, 0944114410 nhé. Đây, đây, clip giọng gáy thì các bác đã nghe rồi. Giọng tương đối là ấm nhé. Đây, tương đối là ấm. Cảm ơn các bác.